Các bạn ơi, đây chúng ta đang có một con Godzilla hai đầu luôn kìa. Hai con Godzilla đang chiến đấu với lại nhau đó các bạn ơi. Quá là ghê luôn nha, một con màu đỏ, một con màu xanh dưới các bạn ơi. Wow, cực kỳ là xịn luôn nha. Ủa, nó phóng tia laser đó cả. Ai ghê chưa. Wow, trên hai đầu nó còn có thêm hai cái sừng nữa các bạn ơi. Một con Godzilla rất là khổng lồ luôn nha. Đấy, một anh chàng thô các bạn ơi. Wow, chúng ta có gì đây, một anh chàng thô các bạn. Ta đang tích sấm chớp cái búa nha, ta đang xoay 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 các bạn, ta đang bay kìa. Đấy, chuẩn bị lòng trời lỡ đất luôn nha. Quá là ghê luôn các bạn ơi. Anh em mặc cái áo màu đen có quần màu xanh các bạn ơi, có hai cái cánh này các bạn ơi. Ghê chưa kệ cho mình ta cực kỳ là ngầu luôn nha. À, đây chúng ta có thêm một con khủng long Stegosaurus màu đỏ các bạn ơi. Trời ơi, trên lưng của nó khá là nhiều những cái vảy các bạn ơi. Phần đuôi nó còn có gai nữa nha, rất là đã luôn các bạn ơi. Ai da, yêu à, một anh chàng Black Panther người báo đen các bạn ơi cho mình. Anh ta cực kỳ là ngầu luôn nha. Wow, nhìn đã chứ kìa. Ai. Celebration hay must stop. Một con quái vật đen đầu trên đầu của nó là một cái tivi các bạn ơi. Chiếc tivi có 4 màu nha, hai cộng antenna các bạn. Wow, trông khá là hay luôn á nha. Ai, Rainbow Fan Red các bạn ơi, một anh chàng này có cái đầu màu đỏ các bạn. Ơi, wow, hai con mắt màu đen lòi ra ngoài nữa kìa. Mặc bộ đồ màu trắng trông rất là sự luôn nha. Chúng ta có thêm một con khủng long Parasaurolophus màu tím các bạn, trên người của nó khá là nhiều những cái đốm lốm đốm màu xanh dương nha. Wow, con khủng long này có một cái sừng phía sau nữa các bạn ơi. Nó có hai chân nhảy nhảy các bạn ơi, còn hai tay trước khá là nhỏ nha. Một anh chàng Triple Siren Man. Anh chàng này là người loa các bạn ơi, trên đầu anh ta tận 3 cái loa luôn nha. Và cái áo màu đỏ các bạn ơi, có thêm một cái súng thần công trông rất là mạnh luôn nha các bạn ơi, cực kỳ là ngầu luôn. Đây là một con quái vật Rainbow Friend. Một
con này màu xanh lá cây các bạn ơi, nó đang chạy nước miếng các bạn, nó có thêm một cái dương miệng màu vàng trên đầu nữa kìa, trông rất là đẹp luôn nha. Daddy Long Legs một ông bố mà xanh dương các bạn ơi. Daddy Long Legs đang đẩy một chiếc xe trong đường hầm các bạn. Phía sau đó lại gì đây, một con thỏ Bunny Bunzo các bạn, quá là ghê luôn nha. Cực kỳ là ghê các bạn. Một cái nón màu đen trên đầu nha, có hai cọng râu nữa kìa, trông rất dễ thương luôn nha. Có thêm một cái nơ màu vàng các bạn ơi. Mà anh chàng Superman, anh chàng này là một cái loa trong màu đen da đầu các bạn, mặc cái áo màu áo sơ mi trắng rồi quần tây nữa các bạn, trông rất là lịch sự luôn. Wow, một anh chàng đây là một con lông Sirius và con lông bầu chúa màu cam các bạn ơi. Hàm răng của nó cực kỳ sắc nhọn luôn nha. Hàm răng của nó kìa, ghê chưa? Cực kỳ ghê luôn các bạn. Một chiếc siêu xe các bạn ơi, chiếc xe này dùng để đi dã ngoại picnic với gia đình nha. Chiếc xe này màu vàng trông cũng rất là đẹp luôn các bạn ơi, xe này đi rất là mát mẻ luôn nha. Nhìn đã chứ kìa. Đây chúng ta có thêm một con khủng long khá là giống như con đà điểu các bạn ơi. Nó có hai chân sau các bạn, hai tay trước khá là nhỏ nha, cái đầu nó có nhọn này các bạn ơi, rất là giống con đà điểu luôn nha. Wow, rất là đẹp luôn. Một anh chàng hút các bạn ơi, người khổng lồ xanh các bạn. Bụng sáu múi, cơ bắp cuồn cuộn luôn các bạn ơi, trông cực kỳ là ngầu nha. Nhìn người ta rất là đẹp trai các bạn. Một cô nàng banh ballerina màu trắng các bạn ơi. Cô nàng này có hai cái nơ, có một cái nơ màu hồng trên đầu nha. Cô nàng trông rất cute đáng yêu luôn các bạn ơi. Rainbow Frame Purple, một anh chàng có cái đen đỏ trên đầu là một cái nón màu đỏ các bạn ơi. Together. Oh honey, son, I'm so sorry. I'm so happy to have you guys back. Wait, does this mean? Chân tay dài thon lon luôn kìa. Trông rất dễ thương luôn nha. Một con hớt kia quốc kia màu đỏ các bạn ơi. Đấy, nó có cái nơ màu tím đó các bạn. Trông nó rất là dễ thương luôn. Nó có hai cái lỗ tai nữa nè. Con quái vật nha các bạn, nó rất hung dữ luôn á. Đây là một con khủng long T-Rex bạn, Tyrannosaurus, con khủng long màu đỏ nha. Wow, chúng ta có gì đây, một con khủng long T-Rex màu tím bạn, nó đang chiến đấu với lại con khủng long Dominatrix màu xanh lá cây nha. Quá là ghê các bạn ơi. Nó tiêu diệt. Trên người của nó khá là nhiều những cái đường sọc ngang màu đen các bạn ơi, trông cực kỳ là ngầu luôn. Nhìn nó ghê chưa kìa. Nó chạy rất là nhanh nha các bạn ơi. Jumbo Shot. Các bạn ơi, một con quái vật màu xanh lá cây nha. Hàm răng của nó rất là đều luôn các bạn. Con này chắc là đánh răng thường xuyên lắm nè. Trông nó khá là dễ thương luôn nha. Toilet Kirby các bạn ơi, một anh chàng nào đó đang đút cái đầu từ cái toilet lên màu toilet màu xanh lá cây nha. Trông rất là kinh dị mang rợ luôn các bạn ơi. Trông đáng sợ chứ kìa. Rainbow Friend Rin. Một anh chàng màu xanh lá cây các bạn, có hai con mắt đang lòi ra ngoài nha. Tay chân của anh ta kìa rất là thân thiện luôn, đang vẫy tay xin chào các bạn ơi. Trông rất là dễ thương luôn nha. Killer Willy, con quái vật màu xanh lá cây các bạn. Hàm răng của nó cực kỳ sắc nhọn luôn, tận 5 con mắt luôn kìa các bạn ơi. Móng vuốt của nó cào cả rách mặt luôn nha các bạn. Đáng sợ chứ. Đây chúng ta có thêm một con khủng long The Rhinoceros màu nâu các bạn ơi. Hàm răng của nó ghê chứ kìa. Nó còn có một cái nút bấm các bạn ơi, giúp cho cái đầu nó gần gần các bạn ơi. Khá là thân thiện nha. Rainbow Frame Pink. Một
con quái dâm hồng các bạn, nó có hai con mắt nha. Wow, nó có hàm răng cực kỳ là nhiều, những cái răng sắc nhọn luôn các bạn ơi, ghê chứ kìa. À, Stingerflint. Một con sứa màu đỏ bạn ơi, nó có một con mắt nha, bốn cái chân và hai cái tay luôn các bạn. Wow, trông nó rất thân thiện luôn nha. Mình cực kỳ thích con Stingerflint này luôn nha các bạn ơi. Đấy. Ở đây chúng ta có đây một con khủng long khá độc đáo các bạn, cái đầu nó rất là cứng các bạn, nó dùng cái đầu, phần đầu này nha hút vào những con khủng long khác các bạn ơi. Ở cái đầu nó cực kỳ cứng luôn. Cứng như cục đá luôn các bạn ơi. Một anh chàng Batman các bạn ơi, anh chàng người dê mặc cái bộ đồ màu xanh các bạn, có một hình con dê màu đen ngay trước ngực các bạn ơi, trông cực kỳ là ngầu nha. Wow, chúng ta có gì đây, một anh chàng Batman các bạn ơi. Wow, người ta đang bay trên bầu trời rất là ngầu luôn nha. Wow, bay ra sân bay luôn các bạn ơi, quá là ghê luôn. Đang dưới kia đang có một cuộc chiến các bạn. Anh chàng Batman này xuất hiện nè các bạn ơi, để tham gia cuộc chiến này luôn đó nha. Quá là ngầu các bạn ơi. Wow, nhìn rất là đã các bạn. Ở đây chúng ta có đây một chiếc bàn ạ, đầu của con Long T-Rex và con Long bạo chúa sẽ nó cay các bạn ơi. Hai con mắt nó màu vàng nha. Wow, hàm răng cực kỳ sắc nhọn luôn kìa các bạn. Trông đáng sợ chưa. Một anh chàng ở đây, đây là chúng ta có thêm một anh chàng Iron Man người sắc phiên bản màu đỏ các bạn ơi. Wow, chúng ta có gì đây, một anh chàng Iron Man màu xanh dương các bạn ơi. Anh chàng này thì lại dùng băng có thể di chuyển các bạn, quá là ghê luôn nha. Wow, dùng băng nó có thể lướt đi kìa, tạo nên một cây cầu. Lớp giáp này rất là cứng cáp các bạn, không sợ súng đạn nha các bạn ơi. Wow, trông rất ngầu luôn nha. Chỗ này anh ta có thể bắn tia laser trông rất là mạnh luôn các bạn. Wow, một anh chàng Batman người dơ phiên bản màu đen các bạn ơi. Wow, chúng ta có gì đây, một anh chàng Batman các bạn, ta đang chạy kìa. Nhảy lên nhảy lâu các bạn ơi, không anh ta đang bung cái hai cánh rất là to luôn nha. Ở dưới đây có một cuộc chiến các bạn, ta chuẩn bị nhảy xuống tham gia luôn các bạn ơi. Wow, quá là ghê luôn. Ơi, phiên bản camo nha, có một hình con dơ màu đen ngay trước ngực các bạn. Mặc bộ đồ camo là thấy rất là ngầu các bạn ơi. Còn đây thì chiếc mặt nạ các bạn ơi, trông cực là thích luôn nha. Đây có thể mình có gì đây, một con khủng long T-Rex. Không, đây là con khủng long Stegosaurus, con khủng long màu tím các bạn ơi. Trên lưng của nó khá là nhiều những cái vảy các bạn ơi, phần đuôi nó còn có gai nữa nha. Wow, nó dùng cái phần đuôi để các bạn quật vào mặt những con khủng long khác, các bạn nghe sẽ thương rất là lớn luôn nha. Wow, rất là thích luôn nha. Một chiếc siêu xe các bạn ơi, chiếc xe này theo phong cách thể thao các bạn ơi. Nhìn nó rất là đẹp luôn, có đúng không nào? Đây, có màu đen, màu xanh dương, màu vàng là màu đỏ đó các bạn. Wow, xe bốn bánh có hai cửa rất là đã luôn các bạn. Đây chúng ta thấy một con khủng long Agamasaurus các bạn. Này trên lưng của nó khá là nhiều những cái gai sắc nhọn luôn các bạn ơi. Cái cổ nó khá là dài luôn các bạn ơi. Phần đuôi nó cũng khá là dài luôn. Wow, bốn cái chân luôn các bạn. Đây chúng ta có thêm đây một con khủng long Triceratops ba sừng các bạn ơi. Khủng long màu xanh dương nha. Nó có hai cái sừng khá là dài luôn, còn thêm một cái sừng nhỏ ngay trước mũi các bạn ơi. Wow, khủng long này bốn chân nha các bạn, nó rất là nặng nề luôn nha. Bye bye các bạn nha. Bye bye. Document results. Wow, ở trên một bãi cỏ này đang có rất là nhiều đồ chơi luôn các bạn. Wow, cùng theo chân của mình coi có gì nha. Một cô nàng Ballora. Cô này màu trắng các bạn ơi, đó mặc cái đầm màu tím nha. Cô này này nhảy ba lê rất là giỏi luôn. Đi đánh lộn chiến đấu cũng khá là xịn luôn nha. Còn đây là gì đây, một anh chàng Spider-Man. I'm much faster than I look. Spider Sting.
anh chàng người nhờ anh phiên bản màu đỏ các bạn ơi, trông rất là ngầu luôn kìa. Wow, nhìn khá là đã nha các bạn. Anh ta có thể bắn tơ bay nhảy khắp nơi luôn. Còn đây là con khủng long Spinosaurus các bạn ơi. Con khủng long này trên lưng của nó rất có một cái vảy rất là to luôn các bạn. Đấy, như một cái cánh bườm đang căng nha các bạn ơi. Wow, khủng long màu đỏ rất là đẹp nha. Đấy, khủng long này có thể sống dưới nước luôn các bạn ơi. Còn có một con gì màu nâu nâu các bạn ơi. Khá là giống như cái màu sô cô la nha. Ở cái con này trông khá là kinh dị các bạn ơi. Nhìn nó cứ sao sao các bạn. Nó có một cái rơ móc ngay cái tay này các bạn ơi. Nhìn cái người nó cứ dơ dơ sao sao các bạn ơi, khá là đáng sợ luôn nha. Còn đây gì đây, một chiếc xe đua các bạn ơi. Chiếc xe đua F1 nha. Xe này chạy rất là nhanh luôn, chạy tốc độ là xé gió luôn các bạn ơi. Không chiếc nào mà đua lại được các bạn ơi, chỉ chạy được đúng một người nha. Còn đây là gì đây, một con khủng long T-Rex bạn, khủng long bạo chúa này, một cam nè. Cái màu nó phản phản lên khá là đẹp luôn nha. Nhìn rất là thích mắt luôn. Khủng long bào chúa hàm răng cực kỳ sắc nhọn các bạn ơi. Còn đây là gì đây, một anh chàng Batman nha, anh chàng người dơ phiên bản màu xám các bạn, có hình con dơ và đèn trước ngực các bạn. Cực kỳ là ngầu luôn nha. Phía sau còn có một cái nút bấm các bạn ơi, giúp cái tay có thể cử động nè. Khá là hay luôn. Còn đây là con khủng long gì đây, Velociraptor các bạn ơi. Con khủng long này màu xám nha, phiên bản Lego các bạn. Hàm răng của nó kìa khá là đáng sợ luôn nha. Con này nó sẽ nhảy lên lưng của mấy con khủng long khác các bạn ơi, xong nó cắn nha các bạn. Con này khá là nguy hiểm nha. Fossy. Một chú cá màu trắng các bạn ơi. Có hai cái má hồng nữa kìa, trông khá là đáng yêu luôn nha. Nhìn rất là thích luôn các bạn. Còn đây là gì đây, một con khủng long thằn lằn sấm các bạn ơi. Cái cánh nó rất là to và cái đầu nó của nó kìa, còn có cái sừng các bạn ơi. Đang há cái miệng ra nữa các bạn ơi, trông rất là kinh dị luôn nha. Khá là ghê các bạn ơi. Cái con này nó sẽ dùng cái mỏ nhọn quắc cái này của nó các bạn ơi, xong rồi đâm vô mấy con khủng long khác các bạn. Con này khá là nguy hiểm nha. Còn đây là gì đây, một chiếc bồn cầu toilet ski Dubai. Chiếc bồn cầu màu trắng các bạn ơi, trông rất là thích mắt luôn nha. Còn có số nữa nè, số mực nước chảy các bạn, quá là dữ luôn. Chúng ta cùng theo dấu chân của mình coi còn gì nữa không các bạn ơi. Rất là nhiều đồ chơi đang chờ đón chúng ta ở phía trước nha. Thấy chưa, đi được một chút là chúng ta bắt gặp được gì đây, một Enna thôi. Giống như một chú hề các bạn ơi. Cái mặt thì trắng tách các bạn, trông khá là đáng sợ luôn nha. Có một cái nón màu nâu nữa các bạn ơi, cái mũi màu đỏ nha các bạn. Còn đây gì đây, một anh chàng Iron Man. Thấy không, anh chàng người sát phiên bản màu đen các bạn ơi, trông cực kỳ là ngầu luôn nha. Lớp giáp này rất là cứng và xịn sò các bạn ơi, hỗ trợ anh ta rất nhiều trong việc chiến đấu nha. Còn đây là gì đây, con khủng long The Rhinoceros các bạn ơi.
lông này màu nâu nha, ở cái miệng nó kìa, wow, ở nó há cái miệng ra rồi biết bao nhiêu cái răng luôn các bạn, khá là đáng sợ luôn. Trên lưng còn có thêm gì đây, một cái nút bấm các bạn giúp cho cái đầu nó gật gật, khá là vui ha. Wow, một chú thỏ màu xanh dương. Ây da, chú thỏ này rất là xịn luôn các bạn ơi, trong Final Freddy các bạn. Wow, chú thỏ xanh này các bạn, có hai cái lỗ tai nha. Nhìn người ngợm nó cũng như cái con nãy các bạn. Cái chân của nó kìa, ghê quá, nó là người robot các bạn ơi, rất là đáng sợ luôn nha. Còn đây, Stegosaurus các bạn ơi. Thì một con khủng long này phần dưới nó màu tím, phần trên nó màu xanh lá cây nha. Trên lưng của nó cực kỳ những cái vảy các bạn ơi, cái vảy này rất là cứng luôn nha và cực kỳ nhọn luôn các bạn ơi. Wow, đuôi nó còn có gai nữa kìa. Đây, vũ khí cực kỳ lợi hại của nó luôn. Rainbow Frame Pink. Con này màu hồng các bạn ơi, nó có hai con mắt này. Wow, hàm răng rất là sắc nhọn luôn nha. Cạp một cái là xong phim các bạn. Còn đây là con khủng long T-Rex, bạn khủng long bạo chúa sao nó cay nha. Trên lưng của nó có một chút màu vàng nè. Hai con mắt nó màu đỏ bạn ơi, chắc là con này đang bị zombie cắn rồi. Trông khá là kinh dị luôn. Con này là con gì đây, Huggy Wuggy màu đỏ các bạn ơi. Nó có một cái nơ màu tím nha. Trời ơi, trông con này khá là ghê luôn. Có hai cái lỗ tai các bạn ơi. Wow, ở đây mình có gì đây, một chiếc siêu xe các bạn ơi. Chiếc xe này theo phong cách thể thao thôi nha. Wow, nó vừa có màu đen, màu xanh, màu đỏ, màu vàng các bạn ơi. Bốn bánh chạy khá là nhanh luôn nha các bạn. Wow. Còn đây thêm gì đây, một anh chàng Batman. Anh chàng người dơi phiên bản màu xanh các bạn ơi, trông rất là ngầu luôn. Ấy, có một hình con dơi mà đang ngay trước ngực các bạn ơi. Wow, nhìn xịn sò chứ kìa. Còn đây là gì đây? Mình rất là thích con này các bạn ơi, Foxy. A performance was demanded of me and now I have delivered. Encore. Con này trong Sister Location các bạn ơi. Nó màu trắng nha. Nó có một cái nơ màu đỏ các bạn ơi. Nó là một con cáo nha các bạn. Nó rất là ranh ma và xảo quyệt luôn nha. Wow, cái tay nó có một cái rơ móc các bạn ơi, trông khá là kinh dị luôn. Còn đây là một anh chàng Captain America. Anh chàng là một người đội trưởng cực kỳ thông minh các bạn ơi, luôn dẫn dắt đồng đội của mình đến với chiến thắng nha các bạn. Có một hình ngôi sao mà trắng ngay trước người các bạn ơi. Nhìn trông rất là ngầu luôn. Rất là nhiều đồ chơi nãy giờ rồi các bạn ơi. Bye bye các bạn nha. Bye bye.